giờ mình đi xuống cái qua đợt taxi để mình đi vòng vòng cái đảo tiếp nữa nha mọi người. Rồi mọi người thấy chiếc tàu phía trước không? Rồi, quá trời luôn, chở nhiều người đi vòng vòng cái đảo này á. Rồi bây giờ mình lên tàu nha, cả nhà mình đang lên tàu qua từ bus. Hello Karam. Bây giờ mình lên đây mình ngồi để mình ngắm cảnh thành phố. Bây giờ mình lên tàu, mình đi qua từ taxi đi vòng vòng 8 cái đảo nha mọi người ơi. Đó, cả gia đình mình đó ở phía sau. Đây là anh chàng lái tàu. Sẽ quay cho mọi người xem đó, cái tàu nó mới đi ngang cái cầu. Nó có cái miếng này nó che lại để cho đừng có gió, đừng có lạnh hoặc là trời mưa đó. Đẹp lắm luôn nè, mình ngồi trên chiếc cái tàu này đi vòng vòng, mới đi ngang một cái cầu, bây giờ nó đi một vòng quanh đảo luôn, và giờ có 8 cái nơi rồi, những chiếc coi như người ta di chuyển bằng tàu trên cái con sông luôn. Những cái tòa nhà đó là những cái chung cư đó, rất là mắc tiền luôn. Đó là cái tàu tư nhân. Đó, bây giờ mình trả tiền là mỗi người lớn là 12 đồng 50 sen, còn con nít là 9 đồng. Rồi người senior là trên 65 tuổi là 9 đồng luôn. Hello. Cảnh đẹp lắm luôn nè. Wow, beautiful. Chút nữa mình đi vòng mình có thể mình ngắm hoàng hôn trên biển. Ghé một cái chạm nó ghé để rước cái khách đào thảo Vancouver. Đây dừng lại một cái chạm nha. Đây thấy có nhiều cái du thuyền lắm nha, nhiều cái thuyền nhỏ nhỏ ta đi ra ngoài chơi đó, của gia đình đó, 2-3 người lên đó chiều đi nhạc uống bia. Thôi dọn qua đây mua chiếc du thuyền nha. Chơi, muốn mua du thuyền phải mua nhà trước. 7 triệu đô, 7 million dollars. 7 triệu về Việt Nam mình lấy tiền 7 triệu đô mình mua 7 triệu Việt Nam chứ. Không, đẹp, thành phố này đúng là mệnh danh của thành phố đẹp nhất. Một trong những thành phố đẹp nhất của nước của thế giới đó nha. Khí hậu cũng rất là good. Khi mà mua nhà 7 triệu thì du thuyền 1 triệu thì đâu có chuyện nhỏ đâu phải không? Đúng
đúng rồi, nếu đã mua được cái nhà đó thì đương nhiên phải không có du thuyền rồi. Đây là giống như một cái Maria, là một cái chỗ mà là đậu mấy cái du thuyền. Ồ, trên kia là mấy quán bar rồi nọ đang ngồi. Đây là chơi. Ồ, đây cái chạm là ghé cái tiếp nè. Rồi bây giờ mình ghé tới cái chạm này là Stem Landing. Đúng rồi, Stem Landing. Đó, thấy mấy du thuyền này đậu quá trời đó. Bây giờ mình đã đến cái Science World. Cảnh ở đây rất là đẹp luôn. Chỗ nào cũng tốt, chỗ nào cũng đẹp hết không? Chỗ nào cũng là những cái tòa nhà rất là đẹp. The other one? What is your reason? Yeah, where are you trying to go? To the beach, I don't know what's the issue. Science World. Đẹp quá ha. Đẹp luôn. 12 đồng rưỡi mà mình đi đến như 8 chặng lận. Như là đi 45 phút á. Ừ. Chiếc thuyền lớn còn có cái nhỏ nhỏ nữa rồi. Chia nhờ với con nít 9 đồng rưỡi. Rồi, đây mình tới thêm một cái trạm gọi là Zell Town. Đó, nhưng mà mình cứ ngồi rồi mình đi tiếp. Tại vì nãy giờ đi bộ cũng nhiều rồi, cho nên là mình đi mình chỉ ngắm cảnh thôi. Nếu mà có thời gian thì mình đi lên xuống ở dưới luôn. Wow, mấy du thuyền đẹp quá luôn nha. Wow. Du thuyền mới là thứ thiệt. Bây giờ mình đã đi vòng rồi. Mình đã đi vòng cái đảo Zell Town rồi. Bây giờ mình sẽ đi tiếp cái đảo Zell Town nữa. Đây là cái đảo Zell Town nè. Cái tòa nhà này nó cong cong à. Ở dưới này nó nhỏ mà ở trên thì nó bự ra. Là xa phía trước là giống như là sương mù vậy. Cái tòa nhà nãy mình đứng chụp hình nè. Chú thấy nó dưới nó nhỏ chú hả? Ở trên này nó to nè. Bây giờ cho mọi người xem cái cảnh.
tắm cái phật đó. Đây là nãy giờ lấy tàu rồi, kết thúc của cái tour đi. Water bus tour. Rồi, water bus tour. Rồi, thank you. Rồi, bây giờ cả nhà mình đi xuống rồi mình đi kiếm gì ăn nha. Rồi, giờ đi thẳng vô mày được đi được. Thank you.